À, hôm nay rút kinh nghiệm rồi đấy nhỉ. Đến đâu lấp đất lên đấy. Anh em không được quên cái việc là để lỗ thoát nước nhé. Cứ để nhiều nhiều vào cho em. Một một hàng để quá nhiều nó không bắt được cái gì. Một hàng à. Để nhiều quá nên là không ba lỗ. Có mày nó để không. Anh nhớ khoan sát dâu anh nhá. Ừ. Nắng quá đẹp nha. Hôm nay nắng đẹp rồi. Hôm qua cũng sắp mưa rồi đấy. Sắp mưa sắp mưa à? Dọa tí thôi. Dọa tinh thần anh em tí thôi. Xin kính chào tất cả cô bác anh chị nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Hôm nay may quá được một ngày thời tiết nắng ráo đẹp này. Đấy. Và anh em đã xây đến cái phần chỗ bị lở rồi. Đấy, xây xong phần móng rồi. Đang bắt đầu lên tường rồi. Đấy, như ở những cái chỗ bên kia là đã lên tới bằng cái vị trí để sau này đổ đổ cái rằng. Đấy, phần rằng này sau này là sẽ xây quay ngang khóa một hàng gạch lại. Đấy, đến đâu là các bác cũng lấp đất lên. Chiều tối hôm qua nó thời tiết nó hơi xấu. Tôi là trụ sở hay là chúng là bí thư? Trụ sở anh ạ. Hôm nay là các bác này là không được phép nghỉ. Đấy. Ở bên kia là cũng rất là đông người rồi. Mấy anh em này hôm nay vẫn phải chiến đấu ở đây để gọi là làm sao mà hoàn thiện cái kè này nhanh nhất có thể các bạn. Không mà nó lại thời tiết nó lại mưa cho nữa, mà đợt này lại nghe tin là có siêu bão. Tất cả những cái hàng gạch này anh em mình đều để những khe thoát nước nhá. Nên là có một số bác là chưa xem kỹ lại bảo là em Công là cháu Công là không để những cái khe thoát nước là đây là đều có những cái đây. Những cái mạch là không chèn vữa nữa. Những cái mạch này không chèn vữa vào để cái tình trạng là khi mà nước nó ở trong cái này quá nhiều thì nó sẽ có lỗ để nó thoát ra. Ở đây thì như hôm vừa rồi mưa là gần như là không có nước này. Chỉ mỗi phía đằng sạt sạt kia thôi. Là nước là do là nước sinh hoạt nhà A Sùng này. Đấy, mưa từ trên nhà A Sùng nữa. Đấy, là những cái mái nhà của nhà A Sùng là cũng dội nước hết xuống. Xong là có một cái đường xả. Đấy, xuống hết cái vườn này. Và nó ra cái góc kia. Đấy, nó dẫn đến là nó ngấm lâu là nó bị lở ra thôi. Nắng ráo thế này thì không lo rồi. Đấy, trong phạm vi ngày hôm nay, ngày mai là có thể đổ rằng được rồi các bạn. Xong xuôi một phát, thời tiết nó còn tạnh ráo là anh em mình sẽ giải phóng cái khu này. Đấy, vật liệu sẽ tập kết ở bên này thôi. Đấy, và cái khu vực làm nhà này sẽ cũng để cho áp có là bố trí người. Nhờ người các thứ là về là đào móng luôn. Xem nước non hôm nay thế nào. Ổn chưa? Khóa trên à? Chào nha. Dạ vâng, chào bác. Chào bác. Khóa nước ở trên à bác? À bó. Sợ à? Sao không mở ra? Không vì đấy là nó đầy cái thùng đấy là mình phải tắt ở trên đấy. Đây có cái khóa này rồi cơ mà. Có rồi nhưng mà khóa nhưng mà trên đấy là nó kiểu nó thấp thì nó nước chảy mạnh ấy. À.
chung là cái vòi nó là cái vòi cũ thôi. Sợ không chịu được. Ngồi đây quấn quấn cả băng dính mà. Đỏ. Vừa áp lực nó cũng lớn. Cái vòi này cũ quá rồi. Áp lực nó mạnh quá. Với lại cái ống này này rất là dễ vỡ. Bây giờ xả ra cái là nước nó dồn. Dồn mà khóa cái này vào trong là cái ống nó căng ra. Ừ. Tối hôm qua ngủ đã căng màn chưa? À, căng rồi à? Căng màn nên ngủ có thấy ngon hơn không? Hả? Không có muỗi là chả là ngủ ngon hơn. Nước mạnh nhỉ. Xem nào, đi kiểm tra lại nào. Hở à? Chắc là nó bục rồi. Cái đường ống nó cũ quá. Cái áp lực nước của nó lớn. Cũng lại cũ. Nó xì ở đâu hả bố? Ôi giời, bục hết rồi còn đâu. Băng dính làm sao chịu được. Ui giời. Dính chỗ nọ nó lại bục chỗ kia. Chứng tỏ mạnh chưa này, khóa vào cái này. Hở chỗ nào nó phun nằm âm luôn. Như con tiết. Ừ. Chân cẳng đã này rồi, cứ phải chạy đi chạy về. Không còn đường dây nào mới hơn à? Không có rồi. Kiểu này còn dài dài đấy. Có khi không, lúc nào kiếm kiếm cái rắc co ấy. Cái rắc co hoặc là cái cút nối con sâu ấy thôi. Vào nối, chính nối bằng cái rắc co khi những cái ống này không bằng cái ống con sâu kia đâu. Con sâu kia vừa rẻ. Lấy cái xăm xe máy vào cho cắt ra xong là kìa nó vào. Đây này, vá chằng vá đục đủ các chỗ. Cái này nếu mà cái chỗ nào mà nó đã dập rồi thì cứ bịt chỗ nọ, thì chỗ nào yếu thì nó lại thủng thôi mà. Đấy, hôm qua là anh em mình tính cái bài là cho Apo nhàn đi thôi. Đấy, đầu tư thêm một cái khóa nước ở đầu dưới này và đầu trên. Đấy, chỉ việc là xả nước ở trên téc ra xong là lúc nào các anh dùng đến nước là chỉ việc xả dưới này thôi. Cho bó đỡ phải chạy đi chạy về các bạn. Chân cẳng thì đi tập tà tập tễnh phải chống gậy rồi mà cứ leo từ đây lên nhà. Cứ mỗi lần mở thì chỉ có một lu nước ấy thôi. Đấy, một buổi sáng là các anh phải dùng hết mấy lu ấy. Đấy, thì cứ chạy đi chạy về thì thấy vất quá. Đấy, bây giờ đã lên hình rồi này các bạn này. Đấy. Kẻ kia và nó bắt đầu nó phẳng phiu vuông vắn rồi là cái bãi đất nhà Apo là nhìn nó cũng cảm giác nó cũng rộng ra được thêm một tí nữa. Đấy, ngôi nhà Apo này anh em mình sẽ cố gắng làm nắn cho nó cách cái bờ kè này chỉ mấy chục phân thôi. Đấy, bây giờ là xây cái phần móng kia kìa. Là quay ngang. Quay anh em mình quay ngang viên gạch thì cái chân móng nó rất là rộng. Đấy, chân của cái kè nó rất là rộng rồi. Đấy, có thể là sau này sẽ xây cái tường nhà nó chỉ cách cái hàng gạch cuối cùng kia khoảng tầm 40 phân thôi. 40 phân cộng với chỗ này nữa là thoải mái một cái đường đi lối lại đằng sau rồi. Ví dụ như mà có mưa gió, nước nôi mà nó có bị thoát không kịp là vẫn có thể ra đằng sau để xử lý được. Mỗi cái này, cái kè này này các bác này, cái thế đất của nhà Apo nó
không phải là một phát thẳng từ đây ra kia. Đấy, mà nó đang bị cua này. Đấy, đến cái cây cột thứ ba là nó bị bẻ gập về đằng này. Cái ngôi nhà thì cũng không thể xây theo chiều cong của cái đấy được. Một là sẽ đẩy cái lưng nhà đằng này ra đây một tí. Đấy, để cho nó thẳng. Hai là sẽ đẩy vào thì cái phía đầu kia nó lại bị ăn ra ngoài. Đấy. Hôm trước thì anh Tùng Mì có góp ý về cái hình thức của ngôi nhà. Đấy. Và anh em cũng có trao đổi. Anh em mình cũng có trao đổi và em Công thì cũng có những cái ý kiến riêng của mình. Đấy, và cái hôm vừa rồi thiết kế thì lúc đầu thì anh em mình thiết kế là nghĩ là sẽ không làm gác xếp đâu, không làm gác lửng đâu. Nhưng mà bà Hiền cũng góp ý này, các bác cũng góp ý rất là nhiều. Và anh em mình thấy cái sự góp ý của bác cũng rất là đúng. Thì là bây giờ xây hai phòng ngủ mà diện tích nó có ít. Đấy, thì mình lên trên làm thêm cái gác xếp nữa thì để cho ví dụ như có thêm thành viên ngủ ở trên đấy cũng được, hoặc là để đồ. Và thứ hai là cái phần lên xuống gác xếp như bình thường, như trước đây các bác cũng thấy anh em mình lên nhà Dũng hai con ở trên Mèo Vạc ấy, thì em Thành cũng thiết kế có gác xếp. Thế nhưng mà cái thang để đi lên đi xuống ấy, là cái thang đấy là nó di chuyển đi được. Đợt này có thể là anh em mình sẽ thiết kế làm sao mà cái cầu thang nó sẽ cố định. Đấy, đi lên đi xuống là nó sẽ thuận tiện hơn. Đấy, cầu thang sẽ không dựng đứng kiểu kia nữa, không phải là thang trèo nữa mà thang đi cơ. Có thể là cũng để một cái hành lang nho nhỏ như của ngôi nhà của anh Hờ ấy. Nhưng mà cái hành lang của anh Hờ là đi xuống bếp. Đây, cái hành lang của nhà A Pó có thể là sẽ đi là cái lối để đi lên trên gác xếp, coi như là một cái tầng nữa. Và cái phần gác xếp này thì cũng sẽ xây cao hơn. Đấy, phần mái là có thể là cũng đẩy lên cao hơn, cho cái tầm mà cái người thấp như tầm như em Công, tầm mét, ok, tầm 1m6 thì đi đến cái chỗ thấp nhất thì cũng không phải cúi quá nhiều. Thì một vài hôm nữa là anh em mình sẽ vẽ móng. Đấy, vẽ móng thì đấy, cái hình thức là nó sẽ như thế. Và có lẽ là anh em mình cũng sẽ quyết là sẽ chốt theo cái phương án đấy cho nó, vì cũng thấy nó hợp lý các bạn. Đấy. Có màn vào là ngủ ngon ngay. Nhưng mà mỗi tội là chưa có chăn. Trên nhà hết chăn à? Tối như thế có đủ ấm không? Đủ rồi à? Ừ. Hôm trước ngủ mất mấy tối không có màn đấy nhờ? 4-5 tối. Không? Mũi có đốt không? Đốt quá đi chứ. Mình ở trong nhà là còn có muỗi nữa, là nằm ở ngoài nương. Như này khác gì ngoài nương đâu nhỉ. Thôi cố gắng một thời gian. Nếu mà thời tiết nó thuận lợi thì tầm 1 tháng nữa là có thể vào nhà ở được rồi. Ít nhất là có nhà trước Tết. Làm sao mà từ giờ đến gần Tết xong nhà đấy là có quán xá bán là kiếm tiền tiêu Tết là vừa nhà. Hả? Kiếm tiền thì mình có gỗ. Có cái gì? Có vốn á. Ừ. Có vốn rồi. Có gỗ đi mua. Rồi, có vốn rồi đây. Hả? Được vốn cháu à? Ở bên Canada. Canada gửi vốn về cho 4 triệu rồi đây. 4 triệu rồi. Em Đức vẫn đang cầm đây. Ừ. Khi nào xong nhà sẽ bàn giao lại cho. Anh Tommy cho tủ để đựng đồ đông lạnh rồi. Vốn là mấy cái nồi ở nhà nữa rồi thôi. Biết để làm gì không? Hả? Mấy cái nồi. Mấy cái nồi to đùng ở nhà nó chả ra tiền à? Cái nồi đấy nấu rượu đâu. Đấy, nấu rượu bán đấy. Nấu rượu bán. Ở đây thì mọi người thường đi mua rượu ở nhà ai? Đây là nhà Hờ thôi. Nhà anh Hờ đúng không? Ở tất cả trong này là chỉ có mỗi quán của anh Hờ thôi đúng không? Của anh Hờ thôi. Thấy một quán nữa ở trong ngã ba được khóa của một cái chị kìa. Kia là cái chị... Chị đấy một mình nhé. Một mình chị là cũng nấu rượu, cũng bán quán. Đấy, mà chị xây được nhà đấy. Xây cái nhà to đùng. Cái đấy nấu rượu mà. Đấy. Vợ A Pó là nấu được rượu rồi đúng không? Đúng rồi.
nấu được cả, làm được cả đậu đúng không? Làm được. Có nồi nấu rượu rồi đúng không? Nồi đấy là mượn. Mượn á? À? Mượn mua nồi đấy đắt không? Cái đấy là mấy trăm nghìn. Mấy năm trước kia thì 1.6 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ thì gần 2 triệu. Bây giờ nó lại tăng giá à? Bây giờ tăng giá. Nấu nồi bé hơn được không? Nấu nồi bé hơn được không? Mới được. Cái đấy đây đi mượn của ai? Mượn của chị ấy kìa. Thế thì cứ mượn về nấu thôi. Bằng này của trước mắt mình cứ mượn về nấu đã. Mượn nấu bao giờ bán đủ tiền, đủ tiền mua thì mua cái mới. Bao nhiêu tiền một lít nhỉ? 20.000 một lít à? 20.000 một lít. Nấu ra có dễ bán không? Dạ. Nấu ra có bán được luôn không? Được luôn mà. Trong này làm này họ lâu họ không nấu được thì họ mình bán cho họ. Đi mua mình. Thế hỏi thật nhé. Ở nhà ao có là ai quản lý tiền? Dạ. Ở nhà là ai quản lý tiền? Ở nhà là ai cầm tiền? Hai vợ chồng mình thì ai cầm cũng được. Hai vợ chồng chứ không phải là một người cầm đâu gì. Vâng. Ai cầm cũng được gì? Ai cầm cũng được. Nhưng mà lâu. Thế ông nào cầm tiền giỏi hơn? Ông nào tiêu tiền giỏi hơn? Chỉ có vợ với dưới con á. Cơ bản vợ là đi được chợ. Mình là mình chỉ có ở nhà thôi, đúng không? Ở nhà chăn lợn thôi. Ở nhà chăn lợn, ở trong nhà. Hơi thiệt thòi nhỉ. Đợt này bán quán dành cầm tiền đi. Đợt này bán quán là chế một chỗ để đút quỹ đen. Có quỹ đen không? Dạ. Có quỹ đen không? Biết quỹ đen là gì không? Quỹ đen là quỹ đen là quỹ không trắng này. Bây giờ mình phải giấu đi, lúc nào phải giấu đi một ít để thi thoảng là bắt xe ôm ra ngoài huyện để đi chơi. Vâng. Được không? Vâng. Cái gì cũng chạy hư rồi. Chêu vậy thôi nha. Có cái nồi nấu rượu kia thì cái đấy chưa tính đến, nhưng mà vợ biết nấu rượu là tốt rồi đấy, là cũng biết nghề rồi. Đấy, mấy hôm nữa xuống đây là ngô nhà mình có rồi. Đấy, chỉ có bỏ công thôi. Đấy, lấu cái giấy ra là lấy cái bọng để chăn lợn. Bỏ công với mất củi nó. Mất củi. Mình phải đi chọc củi về nấu. Củi có mất tiền đâu, mất công thôi mà. Thế thì mình nấu rượu, đưa rượu bán với lại cái bọng lợi được ăn. Lợn lại được ăn bỗng. Ăn cái bọng đấy lợn lớn lắm. Nhưng mà mình không nấu rượu thì phải xay như thế cho nó nên không được cái gì. Đúng rồi. Thế là ông đang tính là nếu mà cho lợn ăn ngô trực tiếp là coi như là không được rượu, không được cái gì. Bây giờ nấu rượu lại được rượu bán ra tiền, xong lại được cái đấy lại cho lợn ăn. Cái đấy cho lợn ăn. Mấy con lợn kia là sắp bán được rồi đấy. Có một con to lắm rồi. Con thì họ về đò nó cũng bảo bán, mình không bán đâu. Thế thì mỗi ăn đâu. Thế cho em công con đó. Đó. Cho công con được không? Cho em một con được không? Đường ngay. Đường ngay. Nhưng mà phải lấy con to đấy, về mới thì được. Con to con đường à. Con to đấy nhiều tiền vết đấy. Chuyện 5-6 triệu thôi. Thế này. 5-6 triệu, 5-6 triệu mà ông cũng cho được. Hào phóng đấy. Con to này thì đường, bây giờ thì đường rồi. Xin cái gì cũng cho này, dễ tính này thì làm sao mà giàu được. Hả? Dễ tính này làm sao mà có cái gì được. Nhỡ sau này bán quán mà dễ này có mà chết. Người tốt mình cũng cho nhớ. Người tốt mình cho. Nói thật với các bác là tính của Apo thì đôi khi có những lúc nói chuyện là anh em mình nghe là cũng thấy rất là buồn cười, rất là thật thà. Nhưng mà sau này bán quán là không được dễ dãi quá đâu nhá. Bán bảo quán là phải lấy tiền. Bảo cuối thì mình có gốc đi mua, về thì mình phải giữ tiền. Đúng rồi. Giữ tiền để mua, giữ được nhiều thì mình mua một tiết. Đúng, đấy, như thế. Bây giờ bán mà dễ quá mà bán vừa cho đi là hết vốn. Không mua được. Đấy, vốn thì các cháu là giúp cho được mấy triệu rồi. Đấy, phải giữ được cái vốn. Giữ được cái vốn để mình có cái đấy thì mình phải giữ. Cái lãi nhiều thì để tiêu, để mua cái khác. Mua cái khác. Giữ được nhiều thì mình mua tít. Đúng rồi. Thi thoảng để còn giữ kiếm lấy một tí tiền để mà đi chơi chứ. Không cả đời cứ ở trong cái thôn này làm sao mà biết chỗ khác được.
Thì thoảng phải ra chợ huyện chơi tí chứ. Chợ huyện thì có thời gian mua cái gì thì mình phải đi. Nhờ bà. Ui, ra chợ huyện nhiều gái xinh lắm. Thích gái xinh không? Dạ. Ra chợ huyện nhiều gái xinh lắm. Nhiều gái nhưng mà phải mất tiền mà. Mất tiền gì? Rồi, mất tiền gì xe ôm ra đấy ngắm thôi. Lâu rồi mình đi. Thi thoảng phải đi ra chợ ăn bát phở chứ. Nha. Bát phở để tốt rồi. Bát phở phải làm như thế mà mua cất thì một tí để về nhà. Ai già vẫn còn cối bữa nữa cơ anh. Đấy, hôm qua này sợ nó mưa, hôm nay nó nắng như vỡ đầu, tha hồ làm. Càng nắng càng tốt. Nát thì tiền nó không ra được hết. Dạ quá nát thì không ra được mấy đâu. Mượn hơi lâu rồi. Cái máy bế qua vào đánh cái một hát đá mà hai này không vào được. Cái khoan kia của anh nó không phải là khoan bê tông. Vâng, cái này máy ví rồi. Có bê tông là cái này mới phải đóng của nó. Bây giờ khoan để đóng dâu đúng không? Cứ cách một hàng khoan đóng cho em một dâu nhá. Mỗi một hàng đóng cho hai đầu hai dâu. Đấy, nắng lên phát là làm cảm giác là việc nó chạy hẳn luôn, được việc luôn. Má thế này là đi trồng nó khô nhanh hơn, mình làm được nhiều việc hơn. Chờ mua thì vừa làm vừa tránh mưa. Đúng rồi, vừa làm vừa tránh mưa, hai nữa là nó dính dớp lại còn không làm được cái gì chứ. Đúng, khó làm. Chạy ngoài ránh đỡ đi khó. Thực ra là nếu mà không do thời tiết đấy, không do cái thời tiết mà cái đất kia không lở thì anh em mình cũng không đến mức độ phải quá vội đâu. Vì việc thì đã giao cho anh quả rồi đấy, cũng do là nó thiên tai nó ảnh hưởng. Đấy, đất nó sạt lở mới, nên cô Thanh cũng đã hỗ trợ thêm một cái khoản tiền. Đấy, từ hôm qua đến hôm nay là anh em mình bảo anh quả là bổ sung thêm hai anh em nữa. Đấy, anh Say với lại em một cái em kia nữa. Say các bác thấy là nếu mà quay video thì là anh em mình mới lên một video từ chiều hôm qua thôi. Đấy, là hôm qua mới bắt đầu xây được có mấy hàng gạch thôi. Một bức thì đã gần xong. Đấy. Thì đây, hôm nay từ sáng đến giờ đây là anh em đã làm đến được bằng này rồi. Đấy, buổi chiều chắc là có thể là đã quay ngang cái hàng gạch kia là ghép sắt là đủ. Nhưng mà lên tới đây là cũng yên tâm rồi các bạn. Lên đến đây, đấy, một hai ngày nữa nó khô vữa viếc là nó bê tông nó chết là yên tâm rồi. Không phải lo cái gì nữa rồi. Kể cả nước nó có xuống đây thì cũng có những cái khe thoát nước này cũng không đáng ngại lắm. Tất cả những cái này đấy, anh quả đều khoan đóng dâu bằng sắt 6. Anh quả ơi, trên nhà anh Hờ có dây dài đến mượn anh ấy. Anh có một cái dài lắm nhưng mà anh để nhà cuối cùng đây cùng cánh ngang. Rồi mang xuống cho mượn. Làm cho nó nhanh. Đi mượn tạm trước đi. Cái đoạn này là chỉ cho nhiều đất nhất. Đoạn đấy nó lở dã man nhất mà. Cái đoạn này giật tụt thêm vào trong tí nữa mỗi viên. Thực tế đây là anh em cũng giật mà. Chẳng qua là anh em miết mạch thì quay thế này thì mọi người có thể là các bác nhìn nó không được rõ thôi. Đây, như viên này nó đã tụt vào mất hơn một phân này. Đấy, mỗi một viên là tụt vào hơn một phân. Ít nhất là một phân. Biết là có thiếu gạch không? Cho anh em xây lốt ngày hôm nay xem là gạch tiếc thế nào.
Cái này thì không thể tính zin test được. À, cái gạo cột này cũng đổ sát góc rồi. Tưởng không sát góc thì cho một cái hàng quay ngang vào đây. Đấy, còn cái bờ này thì anh em mình sẽ không chưa động đến làm cái gì cả. Vì nếu mà sau này khi mà làm xong xuôi ngôi nhà này, nhà vệ sinh các thứ này, nhà vệ sinh là cũng cho ra ngoài các bạn, cũng như nhà anh Hờ ấy. Và phần bếp của nhà A Pó thì sau này sẽ phải có bếp củi. Đấy. Vì vợ A Pó là biết làm rượu. Đấy, anh em mình sẽ có khả năng là cái phần phần bếp thì sẽ lợp bằng pro đi. Đấy, để sau này đun củi là nó không bị hỏng. Vì cái khói ấy, nó mà lên sắt, lên tôn là dần dần là nó sẽ bị hỏng đi. Đấy, pro nếu mà đun bếp củi thì chỉ có mái pro thôi. Và phần nhà phòng khách này sẽ ưu tiên nó rộng rãi một chút. Đấy, rộng rãi để sau này ví dụ như A Pó có bán hàng thì là cũng được một không gian rộng để bày hàng. Đấy, còn hai phòng ngủ là sẽ ở phía đằng kia rồi. Thậm chí là gác xếp là dồn hết về một phía rồi. Ngủ nghiếc các thứ phòng viết là ở phía đằng đấy rồi. Đằng này thì theo tưởng tượng của anh em mình sau này nó còn một khoảng khá rộng. Nếu mà như bà Hiền mà sau này mà có hỗ trợ được ấy, thì sẽ quây hết rào vào. Đấy, quây hết rào vào sau này khi mà gia đình đi ngủ hay đi vắng là cũng không có ai có thể trèo vào đây được. Đấy, không ấy được ở trong cái khoảng sân này. Đấy, sau này tất cả những cái khoảng này có thể là còn dư kinh phí có thể láng hết vào cho nhà A Pó. Tất cả là thành bê tông cho nó sạch sẽ. Đấy, phòng khách thì sau này nó sẽ nằm ở cái vị trí này đi lên này các bác này. Đấy, từ vị trí này đi lên. Đây so với mặt đường là cao như thế này là thoải mái rồi. Đấy, và cái hành lang nó vẫn còn rộng thì sau này đánh thoải thoải cho xe máy cũng có thể đi lên được. Đấy, và mưa gió các thứ là nó sẽ ít bị ảnh hưởng. Đấy, nếu mà làm thấp quá ấy, nước ở phía đằng kia nó dồn về này. Đấy, và nó sẽ bị ẩm. Đấy, chỗ này cũng xây lốt vào này. Đấy, chỗ này xong xuôi đầu đấy là các anh cũng xây hết vào. Coi như là be thành cái chân trụ cột điện này. Đấy, sẽ không bị ảnh hưởng gì nữa. Còn cái phía này có thể là sau này A Pó cho vợ làm cái vườn rau con cũng được. Lúc đầu là anh em mình tính là sẽ để cái tét nước ở chỗ ngủ cái kìa. Cái chỗ mà xếp ván cái kìa. Nhưng mà tính đi tính lại thì rất là nhiều phương án các bạn. Đấy, chưa xây thì anh em mình cũng tính đếm đến rất là nhiều phương án, là phương án nào nó hợp lý. Làm sao cho nó phù hợp với lại cái thế đất, làm sao cho tiết kiệm nhất mà vẫn đầy đủ cái không gian để mà buôn bán sinh hoạt. Đấy, nên là bây giờ là sau này nhà vệ sinh nó sẽ dồn ra phía đằng kia nha các bác. Dồn hết ra đến phía đằng kia. Bếp núc các thứ là ra phía đằng kia, sân giếng các thứ. Đấy. Thực ra nếu mà vợ A Pó mà gọi là hiểu được tiếng Kinh ấy, và được va chạm ấy, thì sẽ hiểu cái ý anh em mình nói hơn. Đấy, là muốn cho cả vợ cả chồng là đỡ vất vả đi, đỡ phải làm nương đi, nguyên ở đây kinh doanh thôi. Đấy, buôn bán bé bé rồi thì nấu rượu, làm đậu các thứ là thoải mái đủ sống rồi. Đủ anh em, theo anh em mình nếu mà làm được như những cái ý tưởng của anh em mình, sau này cuộc sống là sẽ khá giả hơn những cái hộ ở đây rất là nhiều, mà không phải vất vả. Trời mưa cũng làm được, trời nắng cũng làm được, mà chỉ ở trong nhà thôi. Đấy, cộng thêm ấy, làm được cái chuồng trại ra phía đằng kia nhá, là chỉ có nấu rượu, làm đậu, chăn lợn thôi. Chăn một vài con lợn, cứ một năm hai nứa lợn thôi cũng kiếm được mười mấy 20 triệu rồi. Thế còn rượu nấu ra thì quán nhà có là cứ thế mà bán thôi. Đậu cũng vậy. Đấy, mà không phải vất vả, không phải phụ thuộc vào thời tiết. Đi làm nương, làm dẫy thì là phụ thuộc vào thời tiết thiên nhiên các bạn. Năm nào mà thời tiết nó thuận lợi thì còn được mùa một tí, năm nào mà không thuận lợi thì chỉ có đủ cái ngô mới đỗ để ăn thôi. Đấy, tiền thì không có, cứ mỗi lần thiếu tiền thì lại cõng một sinh ngô đi.
Còn nếu không thì trồng được tí rau thì mang đi ra chợ bán thì mới có đồng tiền mua mắm mua muối. Cho tổng nhà bếp khỏi tổng nó cho mà chúng ta mang cho anh Quả ấy. Đấy. Dây này thoải mái kéo ra tới đầu kia rồi. Ô cậu, thôi có đại chứ không có tổng nhà chả đâu. Mà lúc này tôi xô nè. Rồi tôi xô mà mất rồi, hả lại xô mà. Lúc này xô nè. Xô ta phía xô nè. Mà hôm nay mình chào không chết chứ xô nè. Xô. Sao không cắm luôn, nối luôn vào kia. Cái này đứt dây rồi. À. Đứt dây đã rút ở trên chưa? Rút rồi. Rút trên nhà, rút chưa? Rút trên để kéo nó vào trong này cho mình cái này sổ sổ. Nhà hờ có dây điện dài lắm. Anh có một cái chế dây là một cái mười mấy mà. Thế chiều cầm ra đi anh. Ok. 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 Ba hàng nữa là lên tới phần đổ răng rồi. Lên hình phát nhìn nó khác hẳn nhỉ. Nó gọn gàng hơn. Ta bỏ nhìn thấy đẹp chưa? Thấy đẹp, thấy ngon chưa? Đẹp ngon à? Nắng quá, chắc là nghỉ thôi nha. Chắc là anh em mình xin phép là dừng video ở đây thôi. Xin kính chào tạm biệt cô bác anh chị nhé. Anh em mình sẽ cập nhật những cái công việc của nhà Apo ở những video lần sau. Các bác nhớ đón xem và ủng hộ cho kênh Hoa Đá Cao Nguyên các bác nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào.